Các bác vào nhà chú bái ở Tây Mỗ đúng không nhỉ? Nhà vườn rất là đẹp, rất là rộng, rất là nhiều cây. Hôm gặp chú ở chợ Vạn Phúc thì có quen và giao lưu thì vào để xem ngắm vườn cây của chú. Hôm nay mới có dịp vào chứ biết chú cũng lâu lâu rồi. Đấy. Thì đây cái lối cổng vào cái nhà của chú đây. Ở bên kia vườn, nói chung là mình mông bát ngát rồi, điện chủ của vùng này rồi. Vấn đề đấy thì không nói, nhưng mà cái chuyện này anh em dưới trên cây thì vào đây cũng là một chỗ để anh em giao lưu và tìm hiểu về cây cối. Rồi bây giờ là chú đang rửa xe nhưng mà sẽ ra để giới thiệu một số cây các bác nhé. Thì anh em ta cùng thưởng thức và có dịp vào đây chơi các bác nhé. Chú cứ làm đi nhá, xong rồi cháu sẽ hỏi chú một chút về một số cái cây. Đầu cổng là cây này là quê chú nhỉ? Cây quê. Bệ đế rất là đẹp. Cây quê đang làm cây. Đang có hai tay một ngọn này đấy chứ nhỉ? Hai tay một ngọn. Đây to. Đấy, bệ dễ gớm. Chắc là làm cái trực làng ra. Trực làng. Một, hai. Đây lên đây. Thì xin phép là chị tí nữa sẽ hỏi giá và đi cùng chú bây giờ xem cái đã. Thì vừa mới vào. Tiên là cây ở cổng là cây. Xanh trực làng, xanh quê. Tiếp theo là đợt này triển lãm Hà Nam chú có đi không? Không. Vâng. À. Cây phi lao. Đây. Đây viên tược này là vui rồi. Cháu mơ ước có cây như này lắm. Đây những cây tôi thực quay tất lại. Xong rồi tí sẽ tập trung ở một số cây mà mình cảm thấy nó ưng mắt. Đấy. Đây, bên này. Con ôm đá đây. Ở đây có số của chú đây luôn, trên chậu đây. Đấy, thì ai thích thì liên hệ. Có số đây rồi, đỡ phải gọi em. Đỡ phải em cũng đỡ phải lưu lên trên video. Đấy. Còn ôm đá. Tí nữa sẽ hỏi giá. Xanh trực. Cây này là cũng quê Nam Điển nhỉ? Quê. Cây quê đấy là 3 tiền nhỉ? Cây ôm đá này 9 triệu à, ôm đá rất sâu và rất kỹ. 9 triệu à, trực này. Sung cả nước. Đấy. Bên này có con nào. Và giấy mini. Giấy tím. Đây con này là bao nhiêu tiền chú nhỉ? 15. Cũng quê nhỉ chú nhỉ? Quê. Mười năm. Ôm đá rất kỹ. Đá rất cứng. Đấy. Thầy cảnh.
Cây này làm lâu rồi, già rồi. Thân cốt rất hay. Đấy. 15, khoảng 15. Còn mua thì vào tận nhà. Đấy. Cứ đi một vòng sân. Còn rất nhiều cây phải đi phát ạ. Thôi. Vâng, chơi mini. Con ba thân này là bao nhiêu chú? Con ba thân này khoảng 5 triệu. Vâng. Đây cũng là một con mini này. Đó. Vợ tận nơi mà quay. Con ba thân này. Đấy, giúp cháu cái giấy đấy, phát. Đi vào, rồi. Rất già. Rất bệ. Chiều muộn dần. Đấy. Khá là hay. Khá là hay. Đấy các bạn nhé. Khá là hay một con. Mini khá là hay, chậu đẹp rồi. Các bác về thì chắc phải sửa lại dăm tay rán. Đấy, các bạn là có cái cốt khá hay. Cốt khá hay. Đấy, con xanh rán tùng. Con này thì thế nào chú? Đây con này. 4 triệu. Là cũng sinh quê nhỉ. 4 triệu 2, 4, 6 à? Sao? Thân rất đều lên nhỉ. Đỉnh. Đâu đấy? Ờ rồi, để máy đi xuống nước. Giữ cái này xem. Con này đẹp ha. Con đằng sau đấy. Con này. Ờ rồi rồi, con này. Con này là bao nhiêu chứ? Con này 1,5 triệu thôi, nhưng mà mili nó đẹp. Chuẩn chuẩn. Có cái tay hoành rất hay. Tay hoành mà hai bông tay nó chuẩn. Rồi. 4 tay 1 ngọn. Hình như hôm là cháu gặp chú lấy cái này rồi. Đấy, đấy cái này chú sửa đấy. Đấy. Đúng hôm Duyên gặp chú ở cây này này. Nó làm sao biết làm được. Chú về chú phải uống sửa. Rồi. Chú thích cái chậu cổ này này. À. Thấy hai cái dáng này này đẹp. Rồi rồi rồi. Chú về chú uốn lại hai cái tay này này, mấy tay này, cái ngọn này. Yeah. Cây này mới là đẹp này, cây này cây nó móng này này. À, rồi, là móng. Cây này thì không bán, sao này của ông bạn không đến. Cây này gì, không bán cái này. Cây này chơi. Chân chiếc gom đấy chứ. Cây này là cây lá móng, nhìn à. Chú làm rất điệu. Lá nó đẹp, lá nó nhỏ. Vâng. Đây là chỉ chiếc cây của nhà ra. Vâng. Nói chung là cây này để lại. Cây này là không giao lưu. Cây muốn được. Đấy. Thân chỉ bằng ngón tay thôi. Chỉ giá khoảng 2 triệu rưỡi 3 triệu thôi. Vâng, nhưng mà có điều là mình thích. Cảm thấy mình rất là thích nó. Đấy. Xem quê. Xem kỹ con này xem. Không ổn nhỉ, chỗ này không ổn. Tất nhiên là phong cách các cụ mà mình không dám chê chiếc gì, nhưng mà về mình sẽ làm. Có điều mình chỉ cần cái cốt đẹp, ưng ý. Đẹp, ưng ý. Đó. Chân chiếc rất hay. Tay tiếp chốt rất hay. Con kia thì rất là bay, rất là nghệ thuật. Yeah. Con kia rất bay, rất nghệ thuật. Con nghệ thuật như những mái tóc người phụ nữ. Vâng. Lá móng này.
đây là cỏ thiên nhiên đấy. Đấy. Con này rất hay. Tay để tông hơi cao đây. Tông hơi cao. Nhưng mà được, được. Rồi, tiếp theo. Cây này rất đơn giản như cái chiếc này. Vâng, cháu vừa quay cây này. Cây rắn tùng này. Cây này chủ sẽ làm rắn tùng. Ngoài cổng cũng có một cây trực. Rất hay. Đây, cây to này. Cái to này là bao nhiêu chứ nhỉ? To 30 triệu. Đây được không? Nằm trên đá lâu năm rồi đấy. Lâu năm. Còn con này ạ? Con này nó khoảng 2 triệu rưỡi năm. Rồi. Rất hợp lý để chơi. Rất nhiều các mức giá để chơi. Rồi. Rồi. Tí nữa về phải quay cái gì cái con đa đấy. Đi phải vào đi hết từ ngoài vào trong. Đây, dừng lại cây này cũng hay. Cây này là bao tiền chứ? Cây này. Khoảng 20 triệu. 20 triệu. Cháu thích cây này. Bệ rất bệ. Rất bệt. 20 triệu. Xem quê thôi nhưng mà rất giá trị. Đấy, quay chỗ này cái đa. Cái đa này là vừa rồi được giải đây. Đây, tí nữa cho xem rất hay. Vâng. Thì đây quay riêng cây này một cái video. Đấy, rồi lướt qua cái này cây khác. Rất hay, cây đa rất hay. Vâng. Tí nữa sẽ riêng một cái video cho cái cây đấy. Ổi tàu. Ổi tàu là bao tiền chứ nhỉ? 2 triệu. Vâng. Nghệ thuật đấy. Vâng. Rất nghệ thuật. Phi lao này thì bao nhiêu tiền chứ nhỉ? 10 triệu. 10 triệu. 12 triệu. À, chú đang để cây ở bàn trà này là cây là móng đấy. Vâng, là bao tiền chứ nhỉ? Cây bây giờ có khoảng 4 triệu. Cây giống nghịch lắm. Vâng, rất nghịch cây. Nghịch cây. Đây này mà có cái chân này. Vâng, cái chân nó hay đấy thì tuyệt vời. Thank you.